chào các bạn. Hôm nay luật sư Thu Đoàn sẽ giúp cho quý vị và các bạn thêm một cái góc nhỏ thôi về việc mua bán bất động sản an toàn. Thú thật với quý vị và các bạn thì hai ngày nay là rất là vui. Ngày hôm qua thì giữa cái người hàng thừa kế và cái người nhận chuyển nhượng thì giao dịch thành công, có một con số. Hôm nay thì đi hồ sơ này thì cũng căng nhau, cũng trên một số tiền nhỏ, và tôi nghĩ thì cũng thành công. Cái việc thành công này nó phụ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất đó là các bên cũng muốn giải quyết một cái vụ thật là nhanh. Cái thứ hai nữa rằng là do đất nó sốt, cho nên cái người gọi là các bên mà thỏa thuận ở tòa đó quý vị và các bạn, họ đang ngồi lại với nhau đàm phán với nhau. Thôi, chuyện đó chuyện của người ta, chuyện bây giờ chuyện của mình nè. Có một bạn hỏi tôi rằng là chị ơi, tôi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với giá là 3 tỷ đồng. Thì cái người bán, người chuyển nhượng họ bảo rằng là họ lấy tiền một lần tại phòng công chứng. Vậy thì như vậy có rủi ro gì không? Thì luật sư giúp giùm tôi. Cho nên cái video này tôi có đặt cái tên là có nên giao hết tiền mua đất khi không chứng. Sau khi nghe chị đã trình bày thì tôi bảo nên có gì đâu. Vấn đề nằm ở chỗ cơ sở pháp lý rõ, giấy tờ nhà đất thông qua văn phòng luật sư thu lo, rồi cái phương thức thanh toán. Giờ thay vì mình thanh toán làm 2 lần 3 lần, mình thanh toán 1 lần là buôn cái biên bản giao nhận nhà đất luôn, thế là xong các bạn ạ. Vậy thì hôm nay trong một cái góc độ pháp lý thì tôi muốn đưa cho quý vị và các bạn về quy định pháp luật trong trường hợp này như thế nào. Chúng ta quay về luật đất đai các bạn ạ. Theo quy định thì nếu trong trường hợp các bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì thời điểm các bên hoàn tất cái giao dịch là khi các bên sang tên đăng bộ. Các bạn ha, các bên sang tên đăng bộ qua trang 2. Vậy thì nếu hôm nay ngày 1 tháng 1 năm 2019 tôi ký hợp đồng thì khoảng 20 ngày sau là ngày 20 tháng 1 năm 2019 tôi mới ra được cái tên nhận chuyển nhượng là tên tôi. Vậy trong cái giai đoạn đó phát sinh tranh chấp thì sao? Tôi vẫn thường nói với các anh chị em đầu tư mua đất, nó gồm nhiều yếu tố lắm, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Có sao đâu các bạn. Mua thì mua, mua tính pháp lý rõ ràng, đất rõ ràng. Người bán người ta thích vậy, người ta thích lấy tiền một lần thì mình chịu ý với người ta một lần. Còn có thể rằng trong cái giai đoạn ngắn đó nó bị rủi ro 20 ngày, 30 ngày chưa có sang tên đăng bộ, nó rủi ro, có ông A, ông B, ông C nào đó tranh chấp. Thì như vậy trước khi mình làm cái hồ sơ này thì mình sẽ kiểm tra tính pháp lý. Sáng nay tôi cũng nói cho quý vị và các bạn nghe luôn, nếu trong trường hợp mà hai bên mua bán nó là một cái căn nhà thì theo quy định của luật nhà ở thì cái hợp đồng mua bán nhà có giá trị pháp luật, có giá trị từ kể từ khi hai bên ký công chứng. Vì luật đất đai và luật nhà ở, hai luật nó trên nhau như vậy đó. Cho nên tôi nói với quý vị và các bạn rằng là nếu ai đó nói với tôi một cái câu rằng là chị ơi, có nên giao tiền một lần đủ khi ký công chứng hay không? Đưa hồ sơ đi tôi coi cho. Và tôi làm hồ sơ ra, chỉ cần giao một lần, đâu có cái gì đâu quý vị và các bạn. Thật sự thì cái việc cho đến thời điểm này thì Bộ Luật Dân Sự chưa có một cái quy định nào bắt buộc phải một lần, hai lần hoặc ba lần.
Chúng ta biết rồi, theo quy định các giao dịch dân sự thì thông thường giao dịch dân sự là giao dịch hoàn toàn tự nguyện các bạn ha. Tôi cũng mát tay lắm, cũng có đầu tư cho một em đó, thì tôi lấy mức phí dịch vụ thôi các bạn ạ. Thì lấy mức phí có 2% thôi, khi mà người Sài Gòn gửi đất cho tôi và sau đó thì em mua, thì em mới cái duyên của em. Và sau khi hoàn tất tất xong thì em bảo chị em đầu tư, em lời được 500 triệu. Thôi thì tôi cũng có một vài miếng đất tôi để ở dưới đường liên, nếu quý vị và các bạn nào có nhà ý mua thì chúng ta hãy quan tâm. Cái tôi sẽ quay lại màn hình tặng quý vị và các bạn. Nếu sau này trong trường hợp nếu mà mua đầu tư mà có lãi thì cũng có thể quay lại khoe với luật sư, mời luật sư một ly cà phê các bạn ha. Riêng về tính pháp lý của những cái giấy tờ mà luật sư đưa đến cho quý vị và các bạn thì các bạn cứ yên tâm về tính pháp lý. Vì tôi, thứ nhất tôi là dân Củ Chi, là luật sư Củ Chi. Về đất đai bị quy hoạch, bị gọi là những cái cơ sở pháp lý khác hoặc là tranh chấp thì chắc chắn là không có. Giá thì tôi cũng thông thường, một số khách hàng đưa đến văn phòng thì tôi cũng có đưa cho họ một con số tham khảo, tránh trường hợp đưa giá quá cao rồi ai mà mua miếng đất của mình. Nếu quý vị và các bạn nào quan tâm thì chúng ta hãy xem ha. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.